Ngó à, ngó à, cho em miếng trước đi à, thổi cho đỡ nóng à. Lá nào nhỉ, cho em miếng nào. Tao không, không fan không nhìn thấy. Ui dồi, không phải chê răng phàm đâu em ơi, không phải chê đâu. Anh nhanh lên, nhanh lên, chê rồi. Ăn đau cua sẽ là bát mì tôm đắt nhất trong cái buổi coi phim ngày hôm nay mọi người ạ. Vì sao? Vì đạo cụ không được phép ăn mà đứa nào ăn bị phạt 100.000. Bằng chứng, tăng chứng, vật chứng đã rõ ràng và Dương đã gài thảo được một quả. Em ăn. Ăn đi. Ăn vẫn ngoài kia nhá. Ừ, ăn đi em, không sao, em ăn đi. Em ăn đi, em ăn thử một miếng nào. Không phải đạo cụ đâu. Chả đạo cụ à? Lấy đồ của đạo cụ nhưng mà không phải là đạo cụ. Vẫn là mì tôm đạo cụ. Thế không không pha đi thì còn để làm gì nữa kia em? Chưa đi. Thế à? Dương ơi, ăn mình thấy ngon không? Ăn mình thấy ngon không em? Ăn hai người mà. Ăn hai người. Ăn hai người thấy ngon. Đây, bên này một đứa đang đứng xin. Mình tôi. Đây ngồi ăn đúng chất bả gà, mỗi ăn lại còn ngồi cạnh cái thùng rác nó mới giỏi chứ đấy. Rõ ràng ngoài kia. Rõ ràng ngoài kia rất nhiều bàn mọi người ạ. Xin mất chị ạ. Đi ăn sợ một người xin mất. Nồn miếng thôi. Thế mọi người biết làm sao để được các cô gái theo đuổi chưa? Mọi người biết là có thể làm như nào để được các cô gái theo đuổi chưa? Đấy. Là một chàng trai được cô gái theo đuổi. Thảo lấy đi, Thảo đi đuổi công tác viên à. Hôm nay Hoàng nghỉ, Thảo bị dồn tất cả cái sự trêu chọc lên đầu. Anh bị tất cả mọi người trêu, nếu mà anh đi làm thì anh lại bị mọi người trêu. Ai trêu Thảo? Trêu tiếp đi. Thảo, thuần đấy, ai trêu? Thảo chú đi ai trêu cả, vẫn lại Dương là người đẹp trai nhất công ty. Chú trêu á? Ý, Dương. Mọi người, chúng nó đang ăn mì coco mi chứ không phải ăn sơn nào hải vị đâu nhá. Nhìn no, như kiểu ăn Miniket. Miniket á? Miniket làm gì có coco mi? Miniket làm gì có cái nước vàng như thế. Mọi người nhìn hiểu giống con lava. Này, chúng mày là quay lava. Lava là cháu. Đây là hậu trường của đại học Trung Ký mọi người ạ. Có. Nhưng mà chị nghĩ là bỏ cái đồng hồ trên tường đi. Bỏ cái đồng hồ kia thì sai cách cò. Không biết là mấy giờ đâu. Công an sang túm tất cả lũ gì này. Tại vì tội mất trật tự. Người ta tưởng người cứu thân. Đi nhá, đi lên. Mặt Tuấn ơi. Chịu đây. Nhìn nó lố hẳn luôn á, nhìn nó giả tạo hẳn luôn á. Đang cười tê tét luôn, đang cười tê tét. Đang cười luôn rồi. Bây giờ sẽ nhảy khác. Có hai mặt bên này là dễ tập. Che cái này. Ôi, cái gì từ từ chạy thế yêu ơi. Kệ. Tao không tiếp sống nữa. Kệ bố. Sao mà xem được đấy, nghe đấy là như là em nghe đấy kiểu chích chích đó là sao? Thế thế nào đấy? Đương nhiên là cái lúc nó nói mày em đứng ở đấy rồi, ok? Mày đi làm rồi. Ok rồi. Chơi. 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 Cái gì đấy? Mày cả tao đừng có cả
đấy là vào mic kìa đấy. Cái gì đây? Thằng yêu. Mày thế nào đấy? Mình đâu mà bảo được. Bán chào à? Ôi trời, Tuấn lại dùng ngược cái tóc. Rồi thôi, được rồi. Đây là nhà chị, dãy trọ của chị. Em đừng có làm gì dại dột đấy nhá. Chuyện gì á, nói chị. Đuối rồi. Đuối rồi chị. Lấy luôn cho xem lấy được cái kiểu không. Này, chị mà lại nhanh ra không ai. Cái 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 củ vào ấy của nó là Thảo kiểu mớ mớ bài ạ. Đây là hội trường của đại học thư ký mọi người ạ. Bây giờ là tầm 7 giờ rồi. Sao vậy? Chị đoán thế. Thế à? Ôi em khổ quá chị ạ. Không có ai khổ hơn em đâu. Ôi giời ơi. Kiểu nói kiểu vô bù thẳng. Không thể làm gì. Tuấn khổ theo. Ừ. Nó nói xong nó nói. Nói gì cho chị xem nào. Em khổ quá chị ạ. Không ai khổ bằng em đâu. Em khổ lắm. Khổ cực kỳ luôn. Quá khổ. Kìa. Thầy phải cho chị ăn đi. Cái gì đấy? Ở kia này. Để cho đấy. Ôi em vẫn khổ quá chị, em vẫn khổ lắm. Em vẫn khổ, em khổ cực kỳ luôn. Em khổ, vẫn khổ. Đây Tảo vừa nhắc này. Trời. Ê, chị ơi. Em vẫn khổ, em khổ lắm. Em phải khổ, khổ cực kỳ luôn chị ơi. Thảo đi. Mình đi đi. Có gì khổ như nào? Mày vượt ra tao biết được giúp chứ. Một cô gái, một cô gái răng xảo thì Thảo không phải diễn, nhưng mà một cô gái tóc thì Thảo lại phải vào vai. Đi. Nhưng mà không được. À, vai tập trường làm được à? Nhập đi. Mẹ đi, mẹ cổ nào thì mẹ cổ 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 thì mẹ cổ. Trong này vẫn quanh nhau mọi người ạ. Sao vẫn chưa xong? Còn hai cái nữa cơ. Không, nhưng mà nó phải là long vũ kiểu như trong gia đình cũ được thằng trai ấy. Cái gì? Là anh em mà long út. Có nghĩa là nhung gem là chị cả. Không, nhung gem là chị cả. Long tổ là thứ hai. Thảo là út. Thế là trong một ngôi nhà toàn đầu hỏng, kể cả bố đại đầu cũng hỏng luôn. Nào, không được gọi là những người chụp mặt à. Thế anh mặt này còn một cả nhau. Diễn. Lý. Có gì, mày phải tao về trước. Có gì tao phải về lại làm sao? Tao bảo nó chậm thôi. Lý. Có gì phải nói gì tao mới biết được. Mày phải phọt ra. À mày phải phọt ra thì tao mới biết được chứ. Mày phải có làm tao mới biết được chứ. Vâng, chuyện là cô có cô người yêu. Nói đến đây em lại đau lòng. Em yêu xin quan. Dù ngu tí nhưng không sao đâu, kể cái chỗ cái bờ kể em lắm có vui yêu là tỉnh không ạ. Đây
em không cùng người yêu. Chứ kiểu nó nhớ đây. Tao lúc nào tao nhớ thì mày đi luôn nhá. Cách mày không bị dơ đâu nhá. Tao dơ bò. Tao mất mắt đi đâu. Vâng, em niềm đi. Chuyện là em cũng có người yêu. Sinh đấy, nói đến sinh em lại thấy đau lòng. Chuyện là em có người yêu, xinh, ngon, ngoan, hơi ngu tí nhưng mà không sao chị ạ. Đấy, chuyện là như thế chị ạ. Okay, tao bảo là con Nhung xem tao nhảy vào tao vả nó rồi, tao không để nó nói. Mọi người ạ, à, đấy. Mọi người có thấy một cái nàng tiên cá nào mà nó lại đen như thế này không? Ok. Có gì? Mày phải cho tao biết được chứ. Mày kêu thế nào được? Hả? Mày cái gì đây? Thảo đâm đâu tường à? Trời ơi, quay phim ngã chết hết rồi. Không mà mồm không thối. Chiến lại. Chiến chuẩn bị đột tử rồi, Nhung xem. Quay tiêm một lúc củi không nữa. Anh đi quay, anh quay Nhung Giang đi. Anh lấy hết nhớ đi. Quật Nhung Giang. Sai đó. Nhớ ra nó cho nó phát nhớ đi. Thôi chờ đi chẳng. Đi chẳng tí, hai con. Vẫn là hậu trường của đại học quốc tế mọi người ạ. Thế xong thế nào nữa? Đấy như thế mà thế xong thế nào nữa? À, vâng, bọn em quen nhau cũng khá lâu rồi. Ê, thế không? Vâng. Sao bạn nào nữa? Chơi. Ừ, bọn em quen nhau cũng khá lâu rồi chị ạ. Đấy, khổ quá. Nó để nó cứ để cái dây ở đấy. Làm việc căng thẳng quá chân chim mọc hết rồi. Bọn em quen nhau cũng khá lâu rồi chị ạ. Trời ơi, khổ quá trời ơi. Mặt Nhung em mà tao thấy mặt chúng mày chưa khổ lắm. Không phải chốt, chốt được rồi. Nhanh lên. Mọi người đừng mọi người đừng xài này nè. Quay vào để đây, quay vào. Được rồi. Thủa xưa. Chuông. Câu tình ca này hơi bị to. Lô. Mất tiền nó đi em ơi. Lô. Hot gym. Đâu mà cắt bây giờ. Tụi em nữa nào. Đấy. Được rồi. Tôi thấy không nói nhỉ? Sao anh nói để nó nói được rồi? Mày dơ được tay chưa? Em cứ đấm đi, đấm trúng là được. Chơi. Từ bình tĩnh. Thảo có biểu cảm gì em? Nghe nào. Chơi. Chuyện nào? À, chuyện là em có người yêu. Cô chưa được trí. Cô chưa được trí, tự thấy em chưa được quý. Rồi, thế xong nào nữa? Rồi, tại vì lúc đấy vào đấy, thế à? Đấy thì à? Đấy thì là bạn. Cứng à, cứng à? Xong nào nữa? Thế thì à? Xong nào nữa? Thì bọn em quen nhau khá lâu rồi ấy. Lâu. Này nha, hơi dài dòng rồi đấy. Kể ngắn gọn thôi. Cáu rồi, này. Đấy, kiểu đấy. Chị Đại, chúng ta. Bắt đầu khổ. Nó nói bé mà con Thảo giật mình to vậy. Này nhá, ngắn gọn thôi. Thôi tao đấy. Em quát đấy, thử luôn. Này nhá, ngắn gọn thôi. Dài dòng quá rồi đấy. Giật lỗi em. Thảo làm như kiểu nó hét vào tai luôn. Vâng, ngắn gọn là. Ôi trời ơi, em khổ quá, em chết đây. Mày tuấn mày lên cản tao. Tuấn đã bị vỡ mũi. Khóc rồi. Nước mắt đàn ông chảy à? Vãi. Làm đẹp luôn.
cuộc chúng mình kiểu gì đấy? Thế là mình cần phải mua thêm không, một cải dưa cái này, dưa dưa cái này này cho nó dưa. Ôi trời ơi, dây hỏng. Dây hỏng. Mẹ đi đâu vậy chị? Dây chân chân nhúc. Được rồi. Là mẹ nó không có điện thoại. Nên là nó đi khác chuyện thế thật. Thế là người yêu bị thằng khác chết. Người yêu bỏ nó thôi. Chết được chết. Tẩm lão. Alo. Rồi. Vâng. Nó bị thằng khác sổ. Chuyện là thằng này không có điện thoại. Thằng này nó không có điện thoại. Người yêu nó không nhận được, người yêu liên lạc được. Nên là nó bỏ theo thằng khác. Thế là nó bỏ theo thằng khác. Thế không? Chuyện là thế. Vâng, chuyện là thằng này nó không có điện thoại. Là người yêu nó không mình nếu nó vâng, có đầu mà người nếu có đầu. Vâng, chuyện là thằng này nó không có điện thoại. Người yêu nó không liên lạc được. Thế là người yêu nó bỏ thằng khác. Thế có thế thôi chị ạ? Vâng, chuyện là thằng này không có điện thoại. Thế là người yêu nó bỏ thằng khác. Một bầu trời giả chân. Chứ là thằng này không có điện thoại. Chứ là nó không liên lạc được với người yêu. Chứ xong thì người yêu nó bỏ theo đường khác mà. Vâng. Chứ là thằng này không có điện thoại. Chứ là người yêu nó lo. Người yêu nó không liên lạc được. Mới phát đập đầu hình trường. Giác co phải đập đầu hình trường. Vâng. Chứ là thằng này không có điện thoại. Chứ là người yêu nó không liên lạc được. Bỏ theo thằng khác rồi. Chuyện tao có thế thôi kìa. Tao không biết là thằng Hiếu nó đang khóc hay nó đang cười nữa. Răng nó cứ nhè rồi. Là quá. Là điều khiển điều hòa chạy ống cơm mọi người ạ. Điều khiển điều hòa chạy kiểu cơ học. Đây là hậu trường của Đại học Du Ký. Em nói à? Vẫn nói là đi tập gym nhưng không biết là bao giờ. Em phải nói à? Alo, Thảo đâu đi nào?